vị và các bạn, đông trùng hạ thảo là một loại thảo dược có tác dụng rất là tốt và cũng rất là quý hiếm. Và chị Thanh Uy biết không, trong đông y thì đông trùng hạ thảo là một dược thảo có thể giúp cho chúng ta bồi bổ cơ thể hoặc là chống lại rất là nhiều bệnh tật đó chị. Chính vì là một loại dược thảo rất quý hiếm nên những nhà sản xuất kinh doanh đã đưa đông trùng hạ thảo vào trong những sản phẩm tiêu dùng hàng ngày, trong đó có cà phê đông trùng hạ thảo. Vậy cà phê đông trùng hạ thảo đem đến những lợi ích gì cho sức khỏe của chúng ta? Hãy tìm hiểu qua phóng sự sau. Từ lâu, đông trùng hạ thảo đã được xem là một loại thần dược trong việc chữa trị bách bệnh và bồi bổ cơ thể. Chính vì những công dụng tuyệt vời mà đông trùng hạ thảo mang lại, nên trong những năm gần đây, rất nhiều người đã tìm hiểu, sử dụng với mục đích cải thiện, tăng cường sức khỏe và đưa đông trùng hạ thảo vào trong cà phê, một loại thức uống quen thuộc của mọi người. Ngay sau đây, chúng ta cùng gặp gỡ chị Trịnh Thục Nhiên để hiểu hơn về đông trùng hạ thảo. Như các bạn cũng biết, đông trùng hạ thảo là một sản phẩm quý. Đông trùng hạ thảo có thể ức chế được tế bào ung thư, hỗ trợ phổi, giải độc gan, giúp ích cho hệ tuần hoàn, vững thành mạch, làm săn chắc cơ bắp, đặc biệt đối với phụ nữ thì làm đẹp da, là chống chảy rệ, cơ mặt, cơ bắp tay, bắp chân. Bên cạnh đó thì đông trùng hạ thảo còn giúp hỗ trợ cho những người bệnh tiểu đường bị tăng huyết áp hoặc là nhồi máu cơ tim, vân vân. Thực chất thì đông trùng hạ thảo có rất nhiều chức năng để bồi bổ cơ thể, giúp hỗ trợ cho những người bệnh hiểm nghèo, bệnh nan y, đặc biệt là những cụ già, những em bé, những trường hợp sau hậu phẫu. Chức năng của đông trùng hạ thảo thì rất là nhiều, và đó chính là lý do mà đông trùng hạ thảo là một sản phẩm quý. Đặc biệt trong đông trùng hạ thảo của công ty Hima có đến 69.7% cordycepin trên 100 gram. Như vậy, với cái lượng cordycepin này chắc chắn có thể ức chế được tế bào ung thư khi chúng ta sử dụng hàng ngày đều đặn, với mục đích mang lại sự gần gũi cho người dân khi sử dụng đông trùng hạ thảo. Công ty Hima đã phối hợp đông trùng hạ thảo với cà phê. Lượng caffeine trong cà phê đông trùng hạ thảo rất cao, có thể hỗ trợ nhịp tim, đồng thời cũng giúp cho sự lưu dẫn đông trùng hạ thảo vào cơ thể một cách nhanh hơn. Và chính vì vậy, đông trùng hạ thảo cà phê rất tốt cho mọi người khi sử dụng hàng ngày. Mỗi ngày chỉ cần 1-2 gói cà phê, chúng ta có thể có được tinh thần tỉnh táo, có được năng lượng để có thể làm việc một cách hiệu quả suốt cả một ngày. Trước đây thì mình chưa biết về cà phê đông trùng hạ thảo, nhưng khi đã có cơ hội tiếp xúc với cà phê thì mình thấy cà phê đông trùng hạ thảo uống cũng rất là ngon. Khi dùng cà phê mình thấy mình có cảm giác được một cái vị béo trong cà phê. Khi uống xuống cổ họng thì lúc đầu thì nó không cảm nhận được nhiều, nhưng để một lúc thì nó thấy có một vị ngọt thanh ở trong cổ họng. Hãy cứu